Hi, chào tất cả anh em nha. Nay bên mình giao chiếc Isuzu 527 nè. Cái này về Quảng Nam anh em nha. Này thì tem được dán mới rồi. Tuy nhiên là đảm bảo công suất ok anh em nha, đúng công suất. Cái này thì trước đây nó dùng máy lạnh nè. Nhưng thì khách về cũng tháo hết cửa rồi anh em nha. Chiếc này bên mình đổi cho khách nha. Mình giao cho khách chiếc này, lấy chiếc nhỏ hơn nha. Này thì đang được bảo dưỡng gần xong rồi đây. Máy của nó đây nè. Cái này thì về phục vụ nhu cầu chính là kéo keo anh em nha. Dòng này thì kéo keo rất ok đó. Khách ở nhà đã đóng xong một cái móc L6 rồi anh em nha. Chỉ chờ này vừa ráp mà thôi. Dòng 527 này là 4 máy anh em nha, động cơ Isuzu đó. Rồi, quay qua máy cho anh em coi ha. Động cơ Isuzu, cục phát lạnh đây anh em nha. Lốp sau nó dùng lốp 32 anh em nha. Lốp trước là 8320. Dòng Isuzu thì từ 5000 cho lên anh em nha. Đối với đời TA thì chắc chắn 100% là 3 số phay anh em nha. Và đối với Isuzu 527 thì ngay khúc số đây anh em. 3 số phay nha. Phay 5000 trở lên là 3 số phay anh em nha. Nó không vào được cái số 4 này đâu. Đây nè, không vào được số 4 nha, nó chỉ có số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, 3 số phay anh em nha. Nếu mà xe nào từ 5000 trở lên mà 4 số phay có nghĩa là có vấn đề về công suất anh em nha, có nghĩa công suất nó không có đúng. Đây nè, cái chiếc 527 thì nó sẽ có khúc số, nó trên khúc số nó sẽ có chữ 627 đây nha, gần ô con này, 6 nè. Không nè, 7 nè, gần đủ không nè. Này thì nó cũng đã trừa ra, riêng của nó đã trừa ra các đường nhớt rồi nha. Đường này để về cầu ben đây. 5000 trở lên thì nó sẽ có thêm cái ti đây nha. Đường dây đây. Rồi, giờ chuẩn bị lên đường đó đây. Này Isuzu 527 về Quảng Nam anh em nha. Đã bảo dưỡng xong cho khách rồi anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe như thế này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Máy cày Vinh Quang chuyên cung cấp những dòng xe như thế này. Cũ cũng có, mới cũng có, trao đổi cũng có anh em nha. Để cho anh em nghe tiếng động cơ rất là ok nha.
Rồi, chào tất cả anh em nha. Cảm ơn em đã theo dõi kênh nha. Chào anh em, xe lên đường rồi đó.